Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành. Phía trước mặt anh chị là Ủy ban phường 10 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân đang ở góc ngã ba giữa đường Trịnh Đình Trọng và đường Âu Cơ ha. Cái hướng này là hướng về căn nhà của mình nha. Thì căn nhà này chủ giảm giá thêm 130 triệu nữa thì Nhân sẽ đến quay lại cho anh chị mình xem căn nhà này. Hướng này là về lại quận 11 ha, dòng xây giữa Lạc Long Quân, Âu Cơ và Bình Thới ha anh chị. Thì Nhân sẽ quay cho anh chị lại căn nhà ở đây. Trước đây thì Nhân quay căn nhà này có giá là 2 tỷ 180 triệu. Và bây giờ Nhân chủ giảm thêm 130 triệu nữa. Căn nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt, 2 lầu, có 2 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh ha anh chị. Hẻm trước nhà là hẻm 4m ha. Hướng nhà là hướng Tây. Sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Anh chị mình quan tâm đến bất động sản này hoặc có người thân trong gia đình cần mua một căn nhà dưới 2 tỷ 050 triệu thì hãy chia sẻ video này. Sau khi xem hết video này, nếu thấy căn nhà này phù hợp với mình thì hãy liên lạc với Nhân để Nhân hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ để làm việc về giá ha. Giá vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ thêm ha anh chị. Đó, ở đây là đường Âu Cơ, đoạn giao giữa quận Tân Phú, Tân Bình và quận 11 ha. Hướng này về Đầm Sen nha anh chị. Đó. Thì Nhân sẽ quay từ hẻm 536 vào trong cho anh chị mình xem. Ở đây là hẻm 536 đường Âu Cơ. Phía trước mặt anh chị là ủy ban quân sự ha anh chị. Bên đó là quận Tân Phú ha. Hướng này là về lại hướng này về là ngay chỗ đoạn Đồng Đen và đường Hồng Lạc ha anh chị. Đó, căn nhà mình nằm trong hẻm 536 này. Hẻm này hẻm rộng rãi ha, hẻm xe tải vào được nha. Pháp lý của căn nhà mình là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên, hướng nhà là hướng Tây ha anh chị. Và chiều ngang của căn nhà mình á là gần 3m và chiều sâu vào của căn nhà mình là 5,5m ha. Hướng này là về ủy ban, ở vị trí hồi đầu video ha, ủy ban phường 10 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhân sẽ chạy vào trong đó cho anh chị mình xem. Căn nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Sổ hồng hoàn công luôn nha, được một trệt và 2 lầu, có 2 nhà vệ sinh và có 3 nhà vệ sinh và 2 phòng ngủ ha anh chị. Nhân sẽ vào trong và quay chi tiết bên trong căn nhà cho anh chị mình xem. Hẻm trước nhà anh chị thấy chiếc xe ba gác để một bên ha, và chiếc xe lớn vẫn còn chạy được nha. Hẻm này thì hẻm xi măng ha anh chị. Đó. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Anh chị thấy các căn nhà khu vực mình á, là xây dựng cao tầng hết trơn rồi ha. Sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Giá trước đây là 2 tỷ 180 triệu ha. Và bây giờ chủ giảm đi 130 triệu nữa. Là chốt với mình á, giá là chủ chốt là 2 tỷ 050 triệu nha anh chị. Còn thương lượng với chủ luôn. Anh chị mình đến xem căn nhà, nếu thấy ưng ý Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá thêm ha anh chị. Đó. Thì ở đây mình thấy có góc ngõ ba và có cái cooler nè. Hẻm này là không ra chợ Trần Nhân Quang nè anh chị. Đó, căn nhà mình là căn nhà có cái mái ngói đỏ này ha. Ở trên có tấm sáo che ra nè. Một trệt nè. Lầu 1, lầu 2 ha. Ở trên có 2 nhà vệ sinh ha anh chị. Và dưới đây có 1 nhà vệ sinh, được 2 phòng ngủ nha. Hướng nhà mình hướng Tây ha anh chị. Cái cống nằm giữa hai bên nhà nha. Đó, hẻm trước nhà là hẻm 4m ha anh chị. Thì ở đầu đó thì Nhân sẽ ra đó quay cho anh chị mình thấy vị trí của căn nhà mình nha. Sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha anh chị. Hướng này thì không ra chợ Trần Nhân Quang. Một căn nhà ở quận Tân Bình, phường 10, thành phố Hồ Chí Minh ha anh chị. Địa chỉ của căn nhà mình là 536 xẹt 32 xẹt 7 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ha. Sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên. Bây giờ Nhân sẽ mở cửa và quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha. Đây. Đây là cái phần trước nhà của mình ha. Hẻm trước nhà của mình. Hướng nhà mình là hướng Tây nha anh chị. Có 2 phòng ngủ ha anh chị. Có 3 nhà vệ sinh. Anh đi ngoài đó cho anh chị mình xem nha. Đi ngoài đó cho anh chị mình thấy cái hẻm vào nhà của mình. Thì anh chị thấy các nhà màu vàng đó. Cái nhà màu vàng đó là cái hẻm cái cooler hồi đầu video Nhân chạy vào ha. Thì
ở góc ngã ba này, hướng bên kia vẫn còn đi được ha, vẫn thông vào chợ nha anh chị. Đó, cái đầu video này là ngay chỗ ủy ban quân sự nè. Đó, ra ngoài kia là hẻm 536. Căn nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Anh chị thấy các nhà xung quanh xây cao tầng hết rồi. Chiều ngang của căn nhà mình là gần 3m và chiều sâu vào của căn nhà mình đó là 5,5m nha anh chị. Mặt ngoài thì chủ ốp đá hoa cương, ở trên có cái tấm quay nè, có lắp cái camera. Địa chỉ của căn nhà mình đây, 536/32/7, đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, ốp đá hoa cương ở mặt trước ha. Nhà được bảo vệ với hai lớp cửa. Đây là mặt dựng trước của căn nhà mình, ở trên có cái mái ngói và có cái tấm sáo để che phía trước của căn nhà mình ha anh chị. Thuận tiện kinh doanh mua bán nhỏ ha. Đó, mở quyền tập quá. Đây, mặt ngoài ha, mặt chủ ốp đá hoa cương và cái hềm nhà mình còn cao hơn khoảng 4 tấc ha anh chị. Được bảo vệ với hai lớp cửa nè, lớp cửa đầy lon kéo ha, và bức lửa bốn cánh ở bên trong. Cửa bốn cánh bên trong, anh chị thấy xe chạy ha. Hẻm rất là rộng rãi nha. Pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên. Nhà mình là sổ hồng hoàn công ha anh chị. Mình nhân sẽ quay cái sổ cho anh chị mình xem luôn để thấy căn nhà mình ha. Đó, mặt ngoài ốp đá hoa cương, ở trong thì chủ cũng ốp gạch cao tới trên rồi. Đó, phía trước nhà mình và nhà đây là hướng tây ha anh chị, giá là 2 tỷ 050 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chủ ha, chủ đã giảm 150 triệu ha. À, giảm 130 triệu nha. Đó, chủ ốp tường cao lên 1,5m rồi nè, ốp gạch ngang cao 1,5m ha. Trần nhà cao ráo đóng la phong, sử dụng đèn led ha. Có không gian bếp, bếp có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương. Mặt dựng cũng có làm cho mình một cái trang thờ rồi ha anh chị. Sổ hồng có cái ba ga để xe. Đây là không gian dưới trệt của mình ha anh chị. Đồng hồ điện có lắp cái kệ để mình để tivi lên nè. Cái giá ha. Hẻm trước nhà mình hẻm 4m nha anh chị. Sổ hồng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Ở dưới nhà mình có một nhà vệ sinh ở dưới trệt nữa ha. Chủ ốp cũng ốp ở trong thì chủ ốp tường ngang cao tới trên ha anh chị. Đó, có vòi tắm nè. Cửa thì sử dụng cửa kéo ha anh chị. Chiều ngang của căn nhà mình là gần 3m và chiều sâu vào là 5,5m nha. Được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu, sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên ha anh chị. Đồng hồ chính, điện chính, nước chính ha. Hẻm trước nhà rộng rãi, cái cổng nằm giữa hai nhà nha anh chị. Anh chị xem lại không gian dưới trệt của mình ha. Nếu thấy ưng ý thì hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại của Nhân là 0922 39 39 39 ha. Nhân sẽ mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc vì giá. Chủ đã giảm thêm 130 triệu cho căn nhà này rồi ha anh chị. Tường nhà ha, tường riêng hết nha anh chị. Sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên. Bây giờ Nhân sẽ đi lên trên cho anh chị mình xem không gian ở trên nha. Mặt trong này thì chủ ốp mà gạch luôn rồi nha. Mặt đi bằng đá hoa cương, mặt trong là đá hoa cương trắng ha, mặt đi bằng đá hoa cương đen. Ở trên đây có một phòng ngủ suốt nha và nhà vệ sinh phía trong. Đây là một phòng ngủ ha anh chị, ngủ suốt của mình nha. Cửa thì sử dụng cửa nhôm, cửa thì sử dụng cửa nhôm ha anh chị. Đi vào trong quay cái tầng 1 cho anh chị mình xem. Trần nhà cao ráo nha anh chị, cũng được chủ ốp tường cao lên rồi, được 3 ô gạch ha, tường 3 ô gạch rồi. Có cửa ra ngoài ban công ha anh chị. Chủ sơn sửa rồi, chỉ về mình gắp cái thiết bị nội thất liên quan căn nhà mình thôi, mình sử dụng nha. Đây, có cái đồng hồ, có cái ổ điện ở đây, có vòi nước ở đây luôn ha.
mình có thể để máy giặt ở chỗ này nha. Có lắp các đi đường nước chỗ này cho mình để máy giặt chỗ này rồi ha anh chị. Đây, nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh ha. Cũng được trụ ốp tường cao lên trên nè. Ở trên có cái đi có vòi sen cho mình rồi ha. Cửa. Căn nhà mình nằm ở địa chỉ là 536 xẹt 32 xẹt 7 đường Âu Cơ, phường 10 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà một trệt và hai lầu ha, có hai nhà hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh ha anh chị. Nhà có hướng chính là hướng tây. Pháp lý của căn nhà mình là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên. Trước đây thì chủ kêu là với giá là 2 tỷ 180 triệu và bây giờ giảm xuống 130 triệu ha anh chị. Vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nha. Hiện tại chủ đang chốt với căn nhà này là 2 tỷ 050 triệu ha anh chị. Đây là không gian của tầng 2. Tầng 2 của mình ha. Ở trên cũng đóng la phong ha anh chị. Cửa ra ngoài ban công. Ở trên đây thì mình cao ráo, mình có mở thêm cái cửa sổ nữa nè. Mở thêm cái cửa sổ ha. Tường ốp gạch ngang cao tới trên rồi. Cho căn nhà mình sạch sẽ ha. Có để cái tủ luôn nha anh chị. Gạch là gạch 6 tấc ha. Đây là cái hẻm trước nhà của mình nè. Hẻm này là không ra đường Trần Văn Quang nha anh chị. Hẻm không ra Trần Văn Quang. Còn đây là hướng vào đầu video của mình nha. Căn nhà mình sổ hồng anh chị, một trệt và hai lầu nha. 2 tỷ 050 triệu. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Có ban công là ban công tay vịn inox ha. Và đây là nhà vệ sinh. Mỗi tầng mình có một nhà vệ sinh hết trơn ha. Bồn rửa, các thiết bị trong nhà vệ sinh cũng đầy đủ rồi. Trần cao ráo ha. Anh chị mình quan tâm thì hãy liên lạc với Nhân để Nhân hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc vì giá thêm ha. 2 tỷ 050 triệu còn thương lượng trực tiếp với chủ. Căn nhà nằm ở địa chỉ là 536 xẹt 32 đường Âu Cơ, phường 10 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà có hướng chính là hướng tây ha. Hẻm trước nhà là hẻm 4m nha. Một trệt và hai lầu, có tới hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh ha anh chị. Sổ hồng hoàn công. Nằm gần ủy ban phường và nằm đoạn tiếp giáp giữa một bên là quận Tân Phú, một bên là Tân Bình. Gần đầm sen ha. Gần dòng xây ha anh chị, gần dòng xây Lạc Long Quân, Âu Cơ, Bình Thới ha anh chị. Sổ hồng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Anh chị có bạn bè người thân trong gia đình cần mua bất động sản có giá dưới 2 tỷ 050 triệu thì hãy chia sẻ video này đến bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, để bạn bè người thân có thể mua được căn nhà ưng ý và giúp chủ nhà bán căn nhà này nhanh nhất ha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng tây ha, hẻm trước nhà là hẻm 4m. Mình sẽ nhắc cái thông tin thêm cho anh chị mình nghe ha. Đây là không gian dưới trệt. Sổ hồng hoàn công. Ở hẻm 536, anh chị hãy đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình. Hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại của Nhân là 0922 39 39 39 ha. Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc vì giá ha. Giá vẫn còn thương lượng với chủ ha anh chị, 2 tỷ 050 triệu. Nhà nằm gần chợ Trần Văn Quang ha. Hẻm rộng rãi, hẻm 4m nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong lần quay sau. Hãy like video nếu anh chị thấy căn nhà này phù hợp ha. Hướng này thì thông ra lại chợ Trần Văn Quang, đường Trần Văn Quang luôn nha. Địa chỉ nhà đây. 536 xẹt 32 xẹt 7 ha anh chị. Bảo vệ hai lớp cửa có cái ba ga sẵn cho mình để mình để xe vào. Chiều ngang là 3m và chiều sâu vào là 5m rưỡi ha anh chị.
được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu ha.